Xin chào các bạn nhé. Bây giờ trong cái video ngày hôm trước mình quay là cái laptop cô đấy, thì đây là trong cái thứ để mà làm được một phần laptop cô như thế này. Thì hôm nay thì sẽ cái cục đó để cho các bạn theo dõi. Đó là thế rồi. Sau tổn thương tốn phê ra thì lấy ruột ra thì rửa sạch ngâm nước muối rượu thì cho cá cho nó không có mùi tanh, rồi mình vô mình rửa sạch, xả hai nước, xả thêm hai nước nữa mình với muối. Cái công đoạn là anh đang ngâm muối hay là ngâm gì? Muối là ngâm rượu rồi. Thì con đoạn này cái chúng đoạn mình muối nha. Thì muối vậy là mình phơi. Này lúc mình phơi rồi mình cắt ớt. Thì con đoạn ớt đây đó, mình nói luôn là bây giờ một chục cái cá sống. Thì ớt bây giờ 70g muối thì nó là 30g bột ngọt, thì cái như là 15g đường, thì là cái như mình ốp là cái như là trộn, thì nước cũng đó là 10 ký thì cho nó là cái như là khoảng chừng 1 xị nước, cả 1 xị thì nó ăn cho nó hòa tan cho nó đều, đúng ngon như thế này. Tại cái mình ngâm rượu, rượu với muối là cái rượu nó bán mùi tanh. Tại lúc mình đang làm đó, mình rửa cà rửa như vậy cho nó sạch, sạch hết loại này rồi. Rồi mình ngâm đó là cái như là nó khoảng cái thao nước này ha, là cái như khoảng nửa thao, thì 50 ký nửa thao này, gần nửa thao, 30g muối, cái 300g muối, 300g muối là cái giờ để chừng 2 ly rượu, 2 ly rượu là cái như là mình ớt rồi. Là mình để ngâm nó từ 5 tới 10 phút rồi mình vớt ra mình rửa, từ 5 tới 10 phút mình vớt ra mình rửa, nó con cá nó hết mùi, không có mùi tanh nữa, bảo đảm luôn. Như trong cái video hôm rồi đấy, một số bạn coi và đứng thắc mắc về vấn đề là cái con cá mình khi mà phơi khô đấy không có ruồi nhặt thì có hóa chất được không, thì đây là một trong những quy trình chúng ta được biết được làm sao để cho cái khi mà phơi là ruồi nhặt nó sẽ không bay vào đây. Như vậy đầu tiên là khi mà đánh lưỡi sau mẫu bụng mẫu bụng sạch, rồi sau đó là mang dịch trước, mang dịch trước xong rồi đến cái quy trình là chúng ta rửa bằng nước muối. Đây là cái công đoạn là anh đang rửa nước muối rồi, như vậy khi mình đang phơi thì nó sẽ không có mùi và sẽ không có ruồi nhặt. Rồi mình mới cắt ớt lên, cắt ớt lên cho nên là nói con mùi nó không vô được, tại ớt mùi cay á, là cái như là nó lợi dụng dụng ăn ở dụng dụng mắt hay không à, là cái là nó không bao giờ nó vô đậu được, đó là vậy. Hồi lớp cái nước hết mùi tanh rồi nó không bao giờ nó vô. Ví dụ mà cá mà nó sình nó hôi á thì sẽ rùi nó cũng vô, tại vì mình bằng cá tươi là nó không bao giờ hết mùi tanh, không bao giờ nó vô. Và cái màu ớt ấy, thì nó sẽ làm cho cái con cá nó màu tự nhiên đó, không phải là người ta ướp bằng màu. Thì như vậy là mọi người có thể xem đây là cái quy trình làm cá lóc khô như vậy nhé. Đây là trong cái quy trình chế biến sạch đây.
Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục quay cho mọi người xem cái công đoạn làm cá lóc nha. Lấy chị đang làm luôn, đang mổ. Đó, và đây là cái công đoạn mà cá đã được đánh đẩy xong rồi là mổ. Công đoạn này mình rút xương, rút thịt. Đây là cái công đoạn rửa con cá và trà trà để cho hết cái chỉ máu này. Con cá khi mà đã trà xong sẽ mình bỏ đây chứ chưa nha, mình rửa nước này nó trong rồi, một hồi cái mình lấy rửa bằng rượu muối quá. Dạ. Rượu nè, rồi muối. Nha. Rồi mình rửa là mình bỏ qua cái thau. Dạ. Rồi. Đây là cá sống nè, cá sống. Cá sống. Nha, cá sống đây. Là cá sống. Giờ cá là tụi bạn. Con rồi thấy rồi. Rồi thấy rồi. Đủ máu vậy trời. Rồi, cái video này thì mình đã giới thiệu rất là chi tiết về cái quy trình làm cá đánh vẫy, cũng như là cách ướp làm sao để cho con cá hết cái một mùi tanh. Đó. Thì như vậy khi mà đem ra phơi đấy, nó sẽ không còn mùi tanh và con ruồi nó sẽ không bâu lại nữa. Thì các bạn sẽ theo dõi các video tiếp theo nha.